게 컨텐! Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nhá. Mình là Ren Honkai. Ôi ôi. Mọi người thấy gì chưa? Vừa vào một phát là thấy đầu chu kỳ mới khô cuối tịch diệt. Khi tổng kết tuần trước, truyền trở nhận được 3.900 pha lê. À nhầm, 3.900 cúp. Ôi, 3.000 3.900 cúp luôn á. Ơ, sao nó không có kiểu xếp hạng, kiểu như là đứng thứ mấy á, cộng bao nhiêu cúp, trừ bao nhiêu cúp ở đây nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Có thể sao lại như thế nhỉ? Ủa là sao ta? Hikari. Vậy là thì có nickname là Hikari Aqua. Level 88 rồi. Ui hồ. Ui 53.000 pha lê kìa. Ôi mọi người ơi, cái gì đây? Ok để xem nào. Hết. Ủa? Ủa sao vừa lấy lại có 3.000 cúp, sao bây giờ lại tụt xuống còn 1.900 cúp là nào ta? Ủa? Ủa chuyện gì vậy? Sao vừa lấy nó tổng kết vực là bạn này đang ở vực tịch diệt mà. Quả lừa. Trời ơi tôi bị lừa mọi người ơi, tôi bị lừa. Ok. I'm fine. Tôi rất ổn. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với ạc của bạn này nào. Tịnh tâm, tịnh tâm. Ok, ạc bạn này thì lên tàu được 996 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 28 tháng 7 năm 2019. 996 ngày. Gần 1.000 ngày rồi và để giành được rất là nhiều pha lê. Ác bạn này thì là 170.463 pha lê. Quá là well. Well chúa. 170.000 là bao nhiêu pha lê? À nhầm, bao nhiêu tiền hả mọi người? 6.000 pha lê. 60.000. 60.000. 61 là 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18. 3 lần. 3 lần 60 triệu. Phải không? 20 triệu, 60 triệu, đúng rồi, 60 triệu, ạc này bạn này nạp vào đây 60 củ rồi, well chúa, và ạc bạn này thì đang ở vực xét đỏ, chứ sao, vẫn không hiểu vì sao vừa lấy nó lại có thể hiện ra cái tịch diệt ở đấy rồi mọi người, mình tưởng bạn này top server luôn, oh, ok, đây là một cái ạc mà full nhân vật rồi, từ... Đây là cái arc thứ 300, bao nhiêu, 310 mấy không nhớ nữa. Nói chung là mình sâu được hơn 300 cái arc rồi. Thì đây là cái arc thứ 2 full nhân vật. Còn lại có well đến đâu đi chăng nữa thì các bạn ấy đều không thể full được. Bạn này thì full. Ok, vậy thì mình sẽ sâu từ kia này trở đi nhé. Đầu tiên là Her Chirper The Void Rank SS cầm 1438 vùng đất thư vô vị kiếp level 65 và full set Sidin Thăng Hoa. Full gear rất là mạnh, SS rồi. Ồ, nhưng mà sao có thấy giờ mới chỉ ở mức rank S0 thôi nhỉ? Mắm lửa 1387 vùng đất dược lửa level 65 vào. Ôi dồi, cứ tưởng là full Murotai Miko chứ. Mà đây nạp nhiều tiền lắm mọi người. Trời ơi, nạp ở đây 60 triệu mà sao mắm lửa vẫn còn dùng đồ F2P này. Vẫn dùng đồ nông dân này. Ồ, top bot level kẹp Mithalet. Cái set này là set nông dân. Set nông dân dành riêng cho... À không, Vakira nào gây sát thương lửa thì đều dùng set này đều được. Nhưng mà có mắm lửa là dùng sẽ ok hơn. Nạp nhiều thế mà sao mắm lửa lại không full gear lần nào. Skin cũng không có luôn. Xin chào các bạn. Nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhường lại arc game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, tiếp theo là gì mây? Đầu tiên là Lightning Queen, bạn ấy cầm. Ủa, thả đây có cây trăm từ vãi tràm, bạn ấy đang lắp Jin Tang hoặc là Tugenier để đi làm support. Tiếp theo là Her Chirper Thunder. Ui ôi, Her Chirper Thunder của người ta mức rank SS rồi. Cầm khóa trừng phạt phán quyết level 65 và full set Benedict. Đấy, đấy, nạp nhiều nó phải như thế này chứ. Mưa về báo xuân và mưa xuân. Full skin. Full gear, full skin. Quá là mạnh luôn, đến phiên bản 5.8 có thêm cây chấn mới nữa thì... Úi dồi ôi... Cứ thế mà bung lụa thôi. Tiếp theo là... Bronya Hasubody Bias cầm 4D19C Top Bot Tugenia và... Top Bot Bates Smith... Cái gì? Top Bot Bates Smith Tugenia hoặc là bạn ấy lắp full gear. Full tung luôn. Cầm đi làm support đam băng cực kỳ.
Mai Yamabukiya Mon mọc rừng, bà AS bấy đổ cỡ nhắn cuối, Top Stead là Mid Beethoven và Boss Isaac Newton, HR. Bà này có 2 hơi chơi SS rồi, 3 hơi chơi SS là HV, HOT và HR. Còn lại hơi chơi xe tuyển với là mắm lửa thì chưa. Trong game có 3 hơi, 3 lột giả, nhầm. Trong game có tổng cộng là có 5 lột giả thì bạn ấy đã sở hữu tới 3 lột giả SS rồi. 1455 vùng đất chân lý khoảng huyền level 65 và full set Anna Warp Down. Còn đây là Silver Wing, kế hoạch cuối và full set vừa đơn nha, thứ sinh ngân rực full kia. Ôi có cả đệm nghe thường luôn này, bộ skin là thầy bói chính hiệu. Ôi mặc bộ này đi coi bói đúng chuẩn bài luôn. Black, ok, tiếp theo là Himiko. Himiko thì Ameta hết rồi, chắc là bạn ấy cũng không có cày đâu. VKESS à, có cầm cây kiếp diệt à, nhưng mà cây này vẫn chưa nâng lên level 65. Bạn ấy làm mà giá treo điệu máu thôi, bởi vì muốn đi làm DPS ấy, thì nâng cây kiếp diệt lên level 65 đi rồi hãng nói chuyện. SA3S HKT cầm cả cánh diều than thở luôn, full set thủy kính, support vật lý Luna Valkyria Sacrifier, Ghost Caron rank SS1 cầm cái diều than thở, Tommy Zienta Mod Isaac Newton, chắc bạn ấy có Guitar được phải không? Ok có Guitar, có cả Di và Thánh 11 level 65 rồi. Valkyria Paladin up TKT à, cây này thì mới level 55 thôi, cũng mới chưa có cấp kha. Tiếp theo là gà, đấy người ta full gà rồi này. Và vô tổn ý thức level 65 và full set full home, Macrep rất là nhiều vật kia full gear. Vân Mạc Đa Tâm S3 sắp lên SL rồi, cả mà DC Comics level 65 và full set full home Macrep. Đấy, bạn ấy không quên là đầu tư cả bộ skin váy cưới cho Vân Mạc Đa Tâm. Bộ này thì quá là đẹp luôn, đẹp vái. Long Quang Yada level 65 và... và dùng cái gì thì cũng thế, bây giờ có ai dùng nữa đâu. Tiếp theo là Rita, Fallen, Rosemary, 3S, cây diên vĩ level 65 và full set Iron. Có cả bộ skin cô giáo Thảo này ở mộng đêm hè. Bộ này đẹp nha mọi người. Mình thấy tuy nó trông nó rất là đơn giản, bộ này thì đầm điếc các thứ, bộ này thì mặc zip, trông nó đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế. Ngô Đồng ảnh vào phải đúng không? Quá là tuyệt vời. Ám tưởng V3S, Spinaz, Tira, SS cầm chấn 1478 Full Set Rana, SS Full Gear. Trời đất ơi, nó đâm cho thì chọc tiết lợn. Arena Earth Thermit 1420 SS, Sakadi level 65 và Full Set Wazer, hoặc là lắp Full Nana thì đều được cả. Nghe bình thường người ta sẽ lắp Full Nana cơ, ít người lắp Full Wazer luôn. Bởi vì Arena Earth Thermit với lại HOR cầm chung đồ cho nên là cứ đổi qua Anna thì Vecchia sẽ bị đẩy sang Arena Artemis thôi. Tiếp theo là Yae Sakura, Flame Show cầm hổ nê đau huyết anh tịch diệt cái đấy rồi. Đó, có phải là bạn này cũng có khá bộ skin này. Có cả bộ ảo mộng của Đào, Bí ẩn trong đêm. Kailen chắc không có cày đâu. Chị em Alin đặc công Blue Battery cầm làm giá treo điệu máu, có cả bộ skin là Galatica với lại Sunrise, công chúa ngủ trong rừng. Full Dicken phải không? Chưa. À đây bạn ấy full Dicken rồi, hoặc là bạn ấy làm. Nói chung là bom anh đào ấy thì mọi người có thể lắp một là full Dicken này, hai là full thủy kính, ba là top bot Leo. À nhầm, top bot Elysia thì đều được nhưng mà bắt buộc phải có cây trấn nhá. Tiếp theo là Cele SP 3S cầm bằng full Jet Diva, vì ngã sông sinh. Mà này rất là nhiều vang kia đâu. Rank S gốc mà đã lên được mức rank SS rồi, như cả là Hơi Trời Thunder, HV, VKE, Arana Artemis. Mình đang kể những vang kia mà không cày được cái đấy. À HV thì bây giờ là cày được rồi, HR SS bây giờ có cả biển ở trong sinh, SS có là BP lên là nên là mới lên được mức rank SS nha mọi người. Mỗi tháng bỏ ra, tính cả thiệt tháng nữa là 500, mỗi tháng bỏ ra 500, 2 tháng là 1 triệu. SS cửa bình lại kết nối vào full set Alarm Poe. Game này đúng kiểu pay to win đấy, nạp để thắng, ai nạp nhiều thì người ấy VIP, ai không nạp thì người ấy thọt, thế thôi. Đôi mắt vực máu hợp nhất level 65 và full set Werner, best băng đấy.
BKE đấy. BKE u là trời, BKE SS mọi người ơi. Tấn công 1494 vòng xoáy sáng tạo level 65 top mid đen bot Isaac chứ. Top mid đen bot Elysia. Bạn này có hơi chưa xuyên tiền đầy đủ rồi. Trời đất ơi. 1431 Midnight Astergina Full Jet BNK dân gấu. Đã BKE SS lại còn có cả bộ skin nữa chứ. Rừng phỉ thúy. Đã thế lại còn có cả Thiên Nguyên Kỵ Anh Full Gear Dian Jura từ hoàn tinh sao nhân mã và Full Set Shakespeare Atrip Asuka và Blazing Hope. Bà này đang lắp Full Columbus. Nhưng mà mới chỉ ở mức rank X0 thôi. Tiếp theo là Fitch, công chúa điện tội. Sản phẩm mà cô lắp Genshin Impact đây. Tiếp theo là Elysia. Bà này full nhân vật rồi. Elysia rank S3 rồi. Ui ôi. Thiếu hai thiếu 18 mảnh nữa là bạn này lên được 3S rồi mọi người. Elysia 3S mọi người ơi. Hoa cổ quả thứ thơ tình và full set Elysia. Tấn công 1540. Ui ôi. Mạnh vãi luôn ấy. Ôi. Mobius 2S. Mobius 2S nhá. Elysia 3S thì mình có thể châm trước bởi vì Elysia cày được. Những pha kia khác thì có thể cày được. Thậm chí là có vào BP rồi. BKE thì ở mấy cái ở cái event tiêu pha lê là mọi người cũng thể cày được mảnh. Nhưng mà Mobius thì là một nhân vật vừa mới ra và không hề cày được mảnh nhá. Mà bạn này đầu tư lên được SS rồi. Tấn công 1503. Chấn vào full set Lanius. Trời. Quá là tuyệt vời. Raven Oscuring và full set Oslock. Và bạn ấy có mua cả bộ skin á. Gì đây? Tipsy Hall. Tipsy Hall Hour. Midnight Martini. Được, bộ nào cũng được. Caron Pepper, ok, có chấn và full set Paganini rồi. Caron Pepper thì bạn ấy cày lên 3S. Có Paganini, có chấn. Được. Caron Pepper thì mọi người nên cày nhé, cày để đi làm pha giáp. Trong 3 Valkyria, bây giờ tính cả phiên bản 5.8 thì có thêm một nhân vật support đam vật lý nữa là Grisel. Vậy là tổng cộng là chúng ta có, không tính hơi chiều trên tiền nhé, là chúng ta sẽ có 3 Valkyria support vật lý Ranga. Đầu tiên là SA này, thứ hai là Caron Pepper này, và thứ ba là Grisel. Thì trong đấy mình thấy Caron Pepper là ngon nhất ấy, bởi vì Caron Pepper vừa có thể support này, nó lại vừa có thể phá giáp nữa. Còn SA với lại Grisel thì không hề phá giáp được nhé mọi người. Cho nên là nếu như bạn nào chưa có cày SA, chưa có lấy được Grisel, Grisel thì phiên bản 5.8 mới có cơ, thì mình nghĩ là các bạn nên ưu tiên cày Caron Pepper trước. Bởi vì bây giờ ấy, mấy con spot giáp nó trâu lắm. Không có Caron Pepper là đánh nó mệt vô cùng. Thật sự mình khuyên chân thành. Sắp lên 3S rồi này, có cây Nai. Full gear, ok. Sao bọn nằm bằng, rất là mạnh. Để xem nào. Phục ký thư 3 sao mà này. Nhập thủy 3 sao. Trời ơi, Sirin 4 sao này. Thành kiếm Duranda 2 sao. Tính ra có lửa này, băng này, lửa này, vật lý rồi. Thế còn thiếu điện với lại ok, thiếu điện nữa thôi. Điện thì chỉ có mỗi giáo sư thôi. Tiến sĩ nhập. Đó. Trời ơi, nhiều chưa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cây đã nâng lên rất vàng, level 65 và 1, 2, 3, 4. 4 cây mới đổi vào sư bạn thôi, chưa có nâng mắc. Tiếp theo là set viết thánh, rất là nhiều set full. Columbus này, Bates này, Rana. Ôi nhiều lắm mọi người. BNK sân khấu, Silverwing này, Paganini, Lanius, Oslock. Top, mid, bot, Elysia, full, Vander, full, Tukenia này, Shakespeare, Atrip, Anna, Alam, Pue, Benderet, Thức Tỉnh, Thủy Kính, Đen, Broken Squad, Phu Hoa, Margaret, Ishikawa, Gilmon, Alam, Pue, Wetja, Diva, Beethoven, Sirin, Tông Hoa, Gyuta, Jinsen, Tang, với lại hai cái mid mây, hai cái bot new, ba cái bot new, một cái top. Ít, bạn này có vẻ là ít bot new nhỉ? Và vừa rồi thì mình cũng đã sâu là bạn này đang ở vực trên đó. Mình bị lừa.
Mình cứ tưởng là bạn ấy lên được tịch diệt rồi cơ. Tuần trước thì chiến trường ký ức bạn ấy xếp hạng 7,17%, 7,11%, 108.767 điểm. Kalen thì bạn ấy cầm Ngáo Hồng. Ngáo Hồng mới ở mức rank SS thôi, AKA 31.893 điểm, cầm Mobius SS. Và Sứ Giả Thiên Đường 47.000 điểm, cầm mà mắm lửa. À đây, tuần trước nữa thì bạn ấy cũng có lên được xét đỏ, cầm ở Silver Wing. Silver Wing S0 rồi. Môi trường vật lý mà. Ủa là sao ta? Sao bạn ấy đánh môi trường vật lý mà sao lại cầm Silver Wing? Đã thế lại còn được cộng vào 100 cúp và ở luôn tịch diệt luôn này. Ủa Silver Wing của bạn này full gear thì full gear thật, nhưng mà mức đánh S0 mà nhỉ. Mình tưởng lên tịch diệt là toàn mấy con Well Silver Wing SS với lại Bias chứ nhỉ. Thế mà vẫn tồn tại Silver Wing S0 ở trên tịch diệt à. Arena Aftermath 2100 cúp, 21.494 điểm, cầm Spina Atira. Đấy Spina Atira của bạn này thì SS full gear, Vân Mạc Đan Tâm full, thậm chí là S3 với lại Raven full gear, thế mà bị trừ mất 200 cúp. Còn ở tinh diệt thì đánh cầm Silver Queen S0 mà lại mà lại được cộng hẳn 100 cúp. Ủa là sao ta? Lạ lùng nhở. Nhiều khi mình sâu đến bây giờ mình vẫn còn thấy hơi lú ấy. Ok, Ark quá là well luôn, 53.000 pha lê rồi, nhiều quá. Ok, mọi người thấy Ark như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình và bạn ấy cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bye bye.